Em nghe nói chủ tịch công ty SVM vừa đẹp trai, không những thế lại còn tuổi trẻ tài cao nữa. Đúng vậy, SVM đâu phải dạng tầm thường, cũng là một trong những tập đoàn bất động sản số 1 Việt Nam hiện nay đấy ạ. Này, chị Khánh Linh cũng đâu phải dạng vừa. Bây giờ trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối như thế còn gì nữa. Thôi, mọi người cứ nói thế, đêm nay về chắc là tôi không ngủ được mất. Vị trí này thì cũng chỉ là mẹ tôi sắp xếp cho thôi, còn chưa tới mà. Ê, chị cứ khiêm tốn ấy. Em thấy chị sắp cưới đến nơi rồi mà chị cứ bảo là chưa đến đâu. Linh này, bản kế hoạch bị gửi về đã sửa lại chưa? Mà hình như là bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc mà nhỉ? Mọi người chỉ chúc mừng tôi một chút thôi mà. Việc gì mà chị phải làm quá căng thẳng lên như thế? Em còn chưa duyệt bản kế hoạch mà chị gửi nữa. Đã một tuần rồi đấy. Phòng ban kế hoạch cũng có rất nhiều việc phải làm. Chị đang ra lệnh cho tôi đấy à? Ai mới là chủ? Em là người đứng đầu, nhưng mà em chậm trễ như thế thì các phòng ban khác phải làm như thế nào đây? Làm sao họ có thể làm được công việc của mình? Chị đang lên mặt với tôi đấy à? Chị dạy tôi cách quản lý công ty à? Nếu mà thích ý, chị lên làm chủ đi. Chị quản lý công ty theo cách của chị đi. Nhưng mà muốn thôi thì cũng làm được gì. Vị trí này là của tôi cơ mà. Là con nuôi thì sao chứ. Dù sao thì tôi vẫn được lên làm chủ tịch. Hơn nữa, sắp tới tôi còn được cưới người mà được sắp xếp sẽ làm chồng của chị đấy. Mọi thứ của chị rồi cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Nếu như tôi mà là chị, sống dư thừa trong chính căn nhà của mình, chắc là tôi phải nhục mặt mà bỏ đi mất. Mẹ ơi, con không muốn đi lấy chồng đâu, con muốn ở mãi bên mẹ cơ. Con bé này hay nhỉ, con gái lớn rồi thì phải đi lấy chồng chứ, làm sao mà ở mãi bên mẹ được. Nhưng mà mẹ này, con nghe nói trước đây người được chọn là Tường San chứ không phải là con đúng không ạ? Chuyện đó là quá khứ rồi. Hồi đấy, lúc mới sinh con ra thì mẹ với mẹ Long hứa với nhau như thế thôi. Nhưng mà nó cũng hơn 20 năm rồi còn gì, đâu còn quan trọng nữa. Hơn nữa ấy, Tường San không để ý đâu, con nhỉ? Vâng ạ. Nhưng mà chị không để ý thật chứ, chủ tịch Long vừa đẹp trai lại ra cảnh tốt như thế mà. Thì cũng đã biết ai đâu mà để ý hay là không cơ chứ. Cũng đúng, mà chị để ý thì cũng có làm được gì đâu. Dù sao thì em mới là người xứng đáng cơ mà. Long đến rồi kìa. Cái gì đấy mẹ? Dạ, cháu cho bác. Long đấy à? Cháu bị sao thế? Cháu... Chết tiệt. Tại sao tự dưng lại thành một cái tên què quặt như thế? Bây giờ con biết giấu mặt mũi đi đâu nữa? Thôi, con đừng giận nữa. Nhưng mà mẹ nhìn xem, anh ta phải ngồi xe lăn cả đời đấy. Làm sao con có thể sống cả đời với cả một cái người què quặt như thế được? Đến đứng lên còn không đứng được nữa thì bây giờ người ta nhìn con như thế nào? Nhưng mà đã lỡ hứa hôn rồi, bố mẹ thằng Long cũng không phải dạng vừa đâu. Nói tóm lại là con không lấy đâu. Mẹ... Không phải là mẹ còn một đứa con gái nữa sao? Chẳng lẽ công ty Vivu đã đến bước đường cùng rồi? Để cho một người phụ nữ lấy một người tàn tật đến suốt cuộc đời này luôn. Việc giữ chữ tín với mẹ là rất quan trọng, đã hứa là phải làm. Cô nói được như thế, tức là cô đồng ý với cái sự cổ hủ này à? Tôi đã ăn xong rồi. Ăn xong rồi thì cô đi về đi. Cô còn chờ tôi tiễn cô nữa. Bằng cái xe này. Không, tôi chỉ định hỏi anh là anh có muốn tôi đưa anh về hay không thôi. Xin trả lời cô là tôi không cần. Cô về trước đi. Nhưng mà tôi thấy là anh cũng không có trợ lý hay là tài xế riêng gì cả. Mà chân anh như thế này thì cũng có hơi bất tiện một chút. Có cái gì đâu mà bất tiện. Không cần phải cô lo, tôi tự về được. Được thôi, vậy thì anh đi về thông thả, cẩn thận nhé. Tôi xin phép đi về trước đây. Không, tôi không thích đi về cẩn thận. Tôi thích bốc đầu, đua xe, chạy đến 180 km trên một giờ. Tôi hiểu rồi. Này, hiểu gì? Này, tôi bảo.
Cái gì cơ? Tầng 18 á? Nhưng mà thang máy đang bị hỏng mà. Vậy cô tìm cách đi. Chân tôi thế này cũng chẳng xuống gặp cô được. Nếu thấy khó quá thì hủy hôn rồi mang hợp đồng qua bên công ty cô về luôn đi. Tôi tưởng cô thế nào? Mới có 18 tầng thôi mà đã bỏ cuộc rồi. Không có ý chí, không kiên nhẫn. Đúng là không xứng đáng một người ưu tú như mình mà. Tôi đến rồi. Không hủy hôn. Đây là hợp đồng, anh xem đi. Cũng mạnh mẽ phết. Để tôi xem cô cố được bao lâu. Anh là người gọi tôi sao? Đúng. Anh nói là anh biết thông tin của bố mẹ tôi. Tôi nghĩ là bây giờ mình nên tìm một cái chỗ nào đấy để ngồi nói chuyện đã. Ai chẳng biết là phải đá cô ta ra khỏi công ty. Nhưng mà bằng cách nào ấy chứ? Bây giờ nó chuẩn bị kết hôn với thằng Long rồi. Chả khác gì là hổ mọc thêm cánh. Mình lại càng khó đối phó với nó đấy. Thế rồi bây giờ phải làm sao? Đưa anh vào công ty đi. Anh sẽ hỗ trợ cho em từ đằng sau. Sau đó thì sao? Tìm cách chia rẽ hai người bọn họ. Thằng Long thì chưa chắc đã ưa Tường San. Còn Tường San ấy, thì nó chỉ muốn bằng mọi cách để giữ lại công ty. Nhưng mà anh với em thì không. Ý anh là chúng ta bất chấp bán công ty đi á? Đúng. Chỉ còn cách đấy thôi. Sau đấy chúng ta sẽ ôm tất cả những cái số tiền mà mình nhận được ra nước ngoài. Và mình sẽ xây dựng một cái cơ ngơi riêng của mình. Cái mục đích của mình đá con Tường San đi ấy, là để mình giữ lại tất cả những cái thứ đấy chỉ riêng mình thôi, mà không phải chia chác bất cứ một thứ gì cho nó cả. Anh bảo không việc gì phải cảm thấy áy náy. Bởi vì vốn dĩ mấy cái thứ đó thuộc về mình mà, đúng không? Cô ở đâu? Nhanh lên, tôi còn có cuộc họp chiều nay. Xin lỗi anh ạ. Con gái xinh xắn như này mà tập to trước cửa nhà vệ sinh nam là sao hả em? Trời đất ơi, đường mình là một giám đốc ở một công ty lớn, thế mà bây giờ lại phải tập thỏ trước cửa nhà vệ sinh nam. Lòng ơi là Lòng, tôi nói cho anh biết, tôi mà ký xong được cái hợp đồng ấy thì anh biết tay tôi. Dạ, em xin lỗi ạ, em xin lỗi ạ. Kế hoạch dự án vừa rồi là do chính chủ tịch đã đi đấu thầu, nhưng mà lại bị trượt. Vậy nên đã khiến cho công ty của chúng ta hao hụt hơn 200 tỷ đồng. Bây giờ chúng ta phải tìm một phương án nào đấy để có thể khắc phục được hậu quả và bù đắp lại tổn thất của công ty trước khi đến kỳ đáo hạn của ngân hàng vào năm sau. Tôi biết rồi. Cô nhấn mạnh như vậy là đang trách tôi đấy à? Tôi không có dám trách chủ tịch. Nhưng mà lỗi là do đâu thì chắc là chủ tịch cũng phải tự hiểu chứ. Đến phút cuối, chủ tịch lại đổi giám đốc dự án của kế hoạch. Là do cô và cấp dưới của cô vô dụng.
khiến tôi mất lợi thế khi đi đấu thầu với các công ty khác đấy. Cái này nếu mà nói ra thì chắc là chỉ trách chủ tịch chưa đủ năng lực mà thôi. Đáng nhẽ là chủ tịch phải báo cáo cũng như là thống kê và tất cả mọi người cùng nhau bàn bạc lại. Nhưng mà chủ tịch lại không làm thế. Những gì mà chủ tịch làm là đảo lộn hết tất cả kế hoạch, đổ công sức của mọi người xuống sông xuống bể đấy ạ. Tính riêng cái việc cô đã tự ý bỏ ra khỏi phòng họp khi mà vấn đề chưa được giải quyết, bao nhiêu đấy thôi, đã đủ thể hiện là cô không có đủ tư cách để ngồi vào vị trí chủ tịch rồi đấy. Cô thì sao? Cô có đủ năng lực để làm việc đó không? Cô ghen ghét tôi nên là âm thầm cấu kết với cấp dưới để gửi cho tôi những bản kế hoạch tệ hại đó. Vậy thì cô có đủ giỏi để tìm ra được đâu là điểm sai, điểm tệ hại là ở đâu chưa? Hay là cô chỉ mang nó đi một cách vô tri, sau đấy khi mà xảy ra vấn đề thì cô lại đổ lỗi không? Cô... Tôi còn tiếp tục làm việc ở đây bởi vì đây là tâm huyết của ông nội. Ông nội muốn tôi làm việc ở đây cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chứ không phải là do tôi sợ cô hay là sợ mẹ đâu. Cô... Cô hãy tỉnh táo lại đi, làm việc cho đàng hoàng vào. Còn không ý, chính tôi sẽ là người đá cô ra khỏi đây đấy. Giờ này còn ai đến nữa chứ? Ơ, anh không mặc quần áo à? Này, sao cô tự tiện đây hả? Tôi đã đồng ý cho cô vào nhà chưa? Thì tại vì bây giờ là đêm hôm rồi mà anh lại còn gọi tôi sẽ bắt tôi phải có cháo cho anh. Tôi biết tìm ở đâu được nên là tôi phải nấu xoài mang qua đây đây này. Rồi đứng ngoài kia đợi lâu quá, tôi sợ là ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì. Thế là tôi phải gọi gì để mà gì cho tôi một khẩu cửa vào đây đấy. Thôi được rồi, cô để đấy rồi đi về đi. Anh vẫn không thay đồ à? Chân tôi bị thế này thì thay kiểu gì? Thế tại sao anh lại tắm được? Cô kệ tôi, cô để đồ đấy rồi cứ đi về đi. Nhưng mà thật sự là anh không muốn tôi giúp gì sao? Hay là anh có cần tôi phải hỗ trợ anh gì không? Không cần, cô đi về đi. Ví dụ như là tôi đổ cháo ra bát cho anh nhá. Tôi đã nói không cần, cô đi về đi. Không cần thì thôi. Sao mình lại có thể quên được cái câu chuyện đấy được nhỉ? San đã vào được nhà chưa con? Con bé đêm hôm sang chỗ con còn bị mấy thằng say rượu tông xe. Không biết có nặng không? Con khỏe một chút thì đưa nó đi viện xem thế nào. Mẹ, dù gì con cũng là chủ tịch mà cổ phần thì rõ là ít. Các cổ đông khác chả xem trọng con gì cả. Dù sao con cũng đang là chủ tịch, cũng có quyền cơ mà. Nhưng mà con nghe những cái nhân viên khác ấy, người ta sầm xì với nhau là con chỉ làm thay mẹ thôi. Những người nào mà có cổ phần nhiều thì mới thực sự có quyền lực. Con thì có mỗi số lẻ. Con nghe làm gì những cái lời ngoài tai đấy. Cổ phần của mẹ trước sau gì cũng là của con thôi. Thế bây giờ lỡ chị San giành của con thì làm sao? Dù gì chị ấy cũng là con ruột của mẹ mà. Sao tự nhiên con lại nhắc đến chuyện con ruột với con nuôi ở đây? Rõ ràng là bố mẹ yêu thương con nhiều như thế cơ mà. Thôi được rồi, thế bây giờ mẹ không cho con cổ phần luôn cũng được. Nhưng mà mẹ phải đuổi chị San ra khỏi công ty đi. Chứ chị ở công ty lúc nào cũng đối đầu với con, xong lại còn trong tối hãm hại con nữa.
Nó dám làm như thế với con á? Vâng, bây giờ chỉ có mỗi mẹ là có quyền đuổi chị đi thôi, chứ lời nói của con làm gì có trọng lượng đâu. Được rồi, để mẹ xử lý cho. Vẫn không chịu bắt mày. Lấy hợp đồng ra dọa cũng không quan tâm luôn à? Mời vào ạ. Xin chào Chủ tịch Long. Tôi là Hải, giám đốc mới của công ty Vivu. Mời cậu ngồi. Không biết là vì sao ngày hôm nay giám đốc mới gặp tôi nhỉ? Tường San đâu rồi? Chắc là có hơi đột ngột cho nên là Chủ tịch Long cũng chưa biết chuyện. Nhưng mà hiện tại thì giám đốc Tường San đã bị cho sa thải vì cô ấy làm việc thiếu trách nhiệm và cũng dẫn đến là một cái khoản thất thoát khá là nặng nề cho công ty. Vậy ngày hôm nay đến đây gặp tôi có chuyện gì? Tôi đến đây là để nói về cái chuyện hợp đồng mà giám đốc Tường San đang cố gắng để được hợp tác với FM. Tôi đến đây để thông báo với anh là công ty của chúng tôi cần thêm một thời gian nữa để mà tôi bàn bạc lại một chút. Chẳng phải là lúc đầu bên của anh rất là hào hứng với dự án lần này. Điều gì khiến anh thay đổi nhanh thế? Cái việc mà hào hứng ấy, tất cả nó chỉ là với Tường San thôi. Bởi vì là cô ấy tự ý cầm hợp đồng đến đây để gặp anh, nó hoàn toàn chỉ là ý kiến cá nhân mà chưa được chủ tịch cũng như là phần lớn cổ đông trong công ty thông qua. Và đấy cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái sự ra đi của cô ấy. Công ty của mấy người lộn xộn thật đấy. Cũng chẳng hiểu là chủ tịch Khánh Linh có quản lý được công ty của mình hay không nữa. Không thể trách chủ tịch của chúng tôi được. Có trách thì phải trách là Tường San làm việc thiếu kỷ luật. Vậy sao? Theo những gì tôi quan sát ấy, tôi cảm thấy là cô Tường San là người có năng lực nhất vì tu. Còn cô em gái. Chủ tịch Long, anh thẳng thắn là tốt, nhưng mà cũng nên để ý lời nói của mình một chút. Tính tôi từ xưa đến nay nghĩ sao thì nói vậy thôi, chẳng quan tâm đến ai làm gì nhiều. Với lại không hợp tác nữa thì cũng chẳng sao cả. Nhưng dù gì vì vụ sau hàng loạt bê bối kinh tế lần này, tôi nghĩ là khó vực dậy đấy. Cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch. Nhưng mà cái việc tôi đến đây để thông báo với anh nó chỉ là như thế thôi. Chào anh. Công ty Vivu lần này chấp nhận phá sản thật à? Tường San ơi là Tường San, cô đang ở đâu rồi không biết nữa. Đúng là người thất nghiệp có khác. Sướng thật đấy. Đi về muộn như thế này mà cũng chẳng cần phải lo lắng cái gì cả. Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi, liên quan gì đến cô? Mà cô đến đây làm gì? Mẹ bảo tôi đến nói với cô, quay về xin lỗi mẹ. Nếu không sau này cô sẽ khó sống đấy. Tôi không sai, không việc gì tôi phải xin lỗi cả. Cứng đầu thật đấy. Bảo sao cô không được lòng bố mẹ. Đúng vậy, từ ngày mà tôi thoát chết trở về thì căn nhà không còn thuộc về tôi nữa. Hay là những thứ khác cũng thế. Nhưng mà cô cũng đừng có vội mừng. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Cô không còn chút quyền hành gì ở công ty cả. Một chút cổ phần còn con của cô ấy cũng không thể lay động được tôi đâu. Mẹ cũng đã hứa rồi, công ty này sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Nhưng mà nếu mà cái ngày mẹ chưa chuyển hết cổ phần cho cô, hay là ở trên giấy trắng mực đen cô vẫn chưa phải là chủ sở hữu, thì ngày đấy tôi vẫn đang còn hy vọng. Và chắc chắn là tôi sẽ lấy lại từng thứ một đấy. Chỉ với một mình cô sao? Tại sao lại là một mình? Tôi phải đi cùng với cô ấy chứ. Tôi là chồng sắp cưới của Tường San. Cô ta đã chẳng còn gì nữa rồi, cũng đã bị đuổi ra khỏi Vivu. Anh chấp nhận lấy một người không thể giúp gì anh trong sự nghiệp hay sao? Tôi tự lo cho sự nghiệp của mình được. Còn tôi phải cưới
người mà tôi yêu. Cô yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô giành lại được Vivo. Tôi còn chưa tính sổ anh cái chuyện cái chân của tôi đâu. Sao mà anh đánh trống lảng nhanh thế? Thì tôi xin lỗi cô rồi mà. Đâu có nghĩa là tôi sẽ tha lỗi cho anh đâu. Cô tha lỗi cho tôi đi được không? Mà này, cô cần phải nhìn nhận sự thật. Cô thấy đấy, bây giờ tôi cần cô giúp, và bản thân cô cũng cần tôi giúp mà. Thái độ của anh thay đổi rồi cơ à? Chẳng phải là anh đang muốn hủy hôn với tôi, muốn tôi không đeo bám anh nữa cơ mà. Nói thật với cô nhá, lúc trước ấy, tôi cực kỳ không thích kiểu phụ nữ năng lực thì có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên, giống y hệt Linh ấy. Cô ta ấy chỉ được cái ăn bám dựa dẫm thôi, tôi ghét lắm. Nhưng mà một thời gian sau đổi lại là tôi, anh có thể trực tiếp nói với tôi là anh muốn hủy hôn mà. Thì tại cái thời điểm đấy cô suốt ngày lăm lăm cầm hợp đồng rồi bắt tôi ký nữa, thế cho nên là tôi mới không thích, tôi mới từ chối không cho ký, tôi buộc phải làm như thế thôi. Nhưng mà sự thật là công ty của chúng tôi đang cần sự hợp tác của anh, Vivo không thể nào mà trụ lâu hơn được nữa. Kết hôn với anh, hợp tác với các công ty FVM là cách vực dậy nhanh nhất rồi. Đấy, tôi nói đúng rồi còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cô khác thật. Cô có năng lực hơn nhiều, và tôi cảm giác là cô không thích dựa dẫm, ăn bám vào người khác. Dù sao thì cô vẫn tốt hơn Khánh Linh nhiều. Vậy sao? Thế mà cả bố mẹ của tôi đều yêu quý Khánh Linh hơn. Kể cả khi mà bố tôi sắp mất, ông vẫn dặn là tôi không được phép ức hiếp Khánh Linh, rồi phải giúp cô ấy vực dậy công ty. Mà tôi nghe nói cô ta là con nuôi à? Ừ. Lúc mà tôi 3 tuổi, tôi đã bị bắt cóc. Bị bắt cóc cũng mấy tháng trời liền ở trong hầm tối. Nhưng đến khi mà tôi quay lại thì bố mẹ đã tìm được một đứa con gái khác rồi. Tại sao lại có chuyện như vậy cơ chứ? Cái này là chuyện mà dì giúp việc đã kể lại cho tôi biết thôi. Là lúc mà tôi sinh ra, có một ông thầy bói hay là bà thầy bói nào đấy đã bảo với tôi là số mệnh của tôi sinh ra lại khắc với ở bố mẹ, khiến cho công việc của họ không thể nào tốt hơn, công ty thì đi xuống. Lúc mà mẹ tôi sinh tôi, bà cũng đã ở ngưỡng tử, nên là mọi người càng tin. Thế kỷ thì bao nhiêu rồi mà cô vẫn còn tin những cái chuyện đấy à? Biết làm sao được bây giờ. Khi mà Khánh Linh về nhà tôi ấy, Khánh Linh cũng bằng tuổi tôi thôi. Nhưng mà thầy bói lại bảo là Khánh Linh hợp với số mệnh của bố mẹ. Công ty lúc đấy cũng phát triển lên, nên là tôi cũng không có cách nào khác cả. Đặc biệt là bố tôi đấy. Bố tôi đã lãng quên mất là còn có một đứa con gái như tôi ở đây. Cũng may là ở trong nhà vẫn còn có ông nội của tôi thương tôi, cho tôi một chút tình cảm gia đình. Nhưng mà đến năm mà tôi học cấp 2 thì ông cũng đã qua đời. Trước khi mà ông ra đi, ông có dặn tôi cầm của tay của tôi và nói với tôi là hãy cố gắng giữ lấy công ty này, bởi vì đây là tâm huyết cả đời của ông. Ông không tin là bố của tôi có thể làm tốt đấy. Công ty của cô là công ty gia đình, tồn tại thì cũng lâu đấy, nhưng mà có dấu hiệu suy thoái từ bên trong rồi. Ông đoán đúng thật, đúng là bố tôi không làm tốt, và cho đến bây giờ thì lại là Khánh Linh. Thế cho nên cô mới điên cuồng muốn có sự giúp đỡ của công ty FVM đến vậy à? Trời, có cái gì đâu mà yếu như sợi bún riêu thế. Bây giờ ấy, tôi sẽ giúp cô. Trước mắt về công ty của tôi làm đã. Đó chẳng phải là chủ tịch công ty AJC hay sao? Chẳng lẽ lại sắp có dự án gì với công ty sắp phá sản là Vivo? Bạn nói đi sao? Tôi cũng chưa chắc. Đây chỉ là đang suy đoán của tôi thôi. Nhưng tôi không nghĩ được cái gì khác để cho bọn họ gặp nhau cả. Vậy hóa ra là mục đích cuối cùng của Linh không phải là lãnh đạo đứng đầu công ty Vivo, mà là chiếm nó hoàn toàn, sau đấy thì bán nó đi à? Cô nghe cái tên Hải có thấy quen không? Tôi cảm giác cô Khánh Linh rất nghe lời tên Hải này.
Với đầu óc của Khánh Linh thì một mình nó không thể nào mà xoay chuyển công ty như lòng bàn tay như thế được. Hiện tại Vivu đang tạm thời đóng băng hết tất cả các hoạt động, dường như là đang chuẩn bị cho kế hoạch rất lớn. Không thể chần chừ thêm nữa rồi. Này, tôi thấy hơi lố rồi đấy. Tạo điểm nhấn. Khùng à, đi theo dõi mà tạo điểm nhấn. Bên AGC đã bàn bạc xong xuôi rồi, bây giờ chỉ cần đợi chữ ký của mẹ nữa thôi. Chỉ cần công ty thuộc về tay của em một phát thôi là mình sẽ tiến hành ngay và luôn. Nhưng nếu lỡ mẹ biết thì... Không sợ bà ấy buồn à? Này, anh nhắc để em nhớ đi. Bà ấy chỉ là một kẻ thay thế để nuôi dưỡng em thôi. Và vì bà ta mà bố mẹ chúng ta mới không đền đương với nhau. Và mẹ chúng ta đã phải mang cái tiếng suốt đời đấy. Nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm. Em tưởng là tự nhiên mà Tường Sang bị bắt cóc à? Vì để mang em về thay thế cho cái con nhỏ kia mà bố đã tốn không ít công sức đâu. Tất cả là chỉ vì ngày hôm nay thôi đấy. Cho nên là tỉnh táo lại của anh cái. Mình sắp đi đến cái bước cuối cùng rồi, đừng có nản. Hôm trước em có gặp Lâm ở công ty. Anh ta nói là sẽ tìm cách để đưa Tường Sang quay trở lại đấy. Việc đấy thì mình phải lo. Mình đi trước mà. Chắc chắn là sẽ thành công. À đúng rồi. Thế mẹ bảo bao giờ được ký giấy chuyển nhượng cho anh? Thứ hai tuần sau, có mặt của tất cả cổ đông của công ty. Tốt. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Đừng khóc nữa, tạo ra tiếng đấy. Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Anh chỉ việc ngồi yên một chỗ thôi, còn mọi thứ thì cứ để em lo. Dạ, vâng ạ. Mọi thứ đầy đủ cả rồi, cô sẵn sàng chưa? Đi đâu vậy? Tôi đến công ty để gặp mẹ của tôi. Anh có quyền cản tôi à? Hiện tại thì mẹ cô đang bận ở trong phòng họp cùng với các cổ đông khác. Cho nên là nếu mà có chuyện gì để nói thì nửa tiếng nữa nhá. Tránh ra. Tôi bảo là anh tránh ra cơ mà. Bảo vệ đâu? Không để cho ai đi vào hết. Một bước cũng không. Cô cứ đi lên trước đi. Dưới này để tôi lo. Đã bảo là không ai được vào cơ mà. Tại sao? Anh sợ là tôi sẽ phá hủy kế hoạch giữa hai người à? Nếu mà tôi không nắm chắc phần thắng trong tay thì anh nghĩ là tôi có đến đây không? Này, mày mà để cho nó thoát đi, chuẩn bị mà nghỉ việc đi. Anh nghe tôi, về công ty tôi làm đi, tôi sẽ trả lương gấp đôi. Nghe tôi đi. Như các vị đã thấy, tôi đã đến tuổi nghỉ ngơi. Con gái tôi cũng đã lớn rồi. Hôm nay tôi triệu tập các vị đến đây là muốn thông báo tôi sẽ chuyển toàn bộ số cổ phần hiện tại của tôi sang cho con gái của tôi. Từ giờ trở đi,
Khánh Linh sẽ là chủ tịch thực sự, là chủ nhân của Vivu. Khánh Linh đã bàn bạc xong xuôi với là chủ tịch của công ty AGC. Sau khi mà Khánh Linh nhận chức thì cô ta sẽ bán Vivu đi với giá chỉ bằng một nửa thôi. Cô im miệng ngay, cô không có quyền lên tiếng ở đây. Đi ra ngoài. Sao cô lại định hãm hại cái em gái mình nữa à? Em sao? À, cũng đúng, là em gái cùng cha khác mẹ. Sao cô lại nói như vậy? Đây là kết quả ADN mẹ ạ. Cả con, cô ta và Hải đều là con của bố, nhưng mà đã khác mẹ. Và mẹ của cô ta chính là nhân tình của bố. Khi xưa bố đã phải chia tay với nhân tình để mà kết hôn với mẹ đây. Và vụ bắt cóc con năm xưa, thực chất đấy không phải là một chuyện tình cờ gì cả. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của bố. Làm thế nào để cho con gái ngoài giá thú của bố có thể vào nhà mình một cách hợp pháp? Mẹ cứ nghĩ là mẹ yêu thương cô ta thì bố sẽ yêu thương mẹ sao? Không, mẹ đã sai lầm rồi. Bố chỉ là đang muốn lừa gạt mẹ mà thôi. Còn đây là bằng chứng cho thấy cô ta với cả Hải đã cấu kết với các chủ tịch AGC. Sau khi bán đi, Vivu sẽ trở thành công ty con của bên đấy. Một màn kịch 20 mấy năm trời, các người tính cũng hay lắm. Nhưng mà cho dù giấu kín như thế nào thì cũng có ngày cũng sẽ bị bại lộ mà thôi. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng đấy. Anh Long, anh sao rồi? Anh có biết đau ở đâu không? Anh bị thương như thế nào rồi? Mọi chuyện sao rồi? Chúng ta thắng rồi, tôi đã lấy lại được công ty, mình làm được rồi đây. Anh, đau. Cô có cười gì nữa? Tôi chưa đủ thảm hay sao? Thì đấy, ai bảo anh cơ, lành lặn ấy thì không muốn, xong rồi cứ giả vờ ngồi xe lăn các kiểu, bây giờ thì bị đau thật rồi đấy, chết chú. Anh đợi em lâu chưa? 15 phút của em đấy đó. Em xin lỗi nhá, tại vì cái bộ vừa rồi ấy, em mặc em cảm thấy không đẹp lắm nên em phải thay ra. Em mặc cái gì cũng xinh, không cần phải để ý váy vóc quá đâu. Nhờ dù sao thì hôm nay cũng là ngày đi đăng ký kết hôn mà, ít nhất là vẫn phải mặc chỉnh tề một chút chứ.